Review máy cắt bàn gỗ đi anh. Dạ rồi, ok anh luôn. Đây là chọn bộ của máy cắt gỗ thương hiệu Stanley, một thương hiệu đến từ Mỹ ha. Chọn bộ của máy thì bao gồm một máy và một chân đế lắp ráp như video ha. Và đến với máy nè, thì đây là một cái che chắn dùng để bảo vệ lưỡi. Và lưỡi cắt của nó thì được sử dụng lưỡi cắt là 250. Bàn của nó thì có thể tăng đưa cử dài ngắn ha. Và cử dài hết mâm bàn thì dài được 105 cm ha. Ở trên thì có thước dùng để đo vật liệu mà chúng ta cần cắt luôn nè. Và có một cái cử, chúng ta có thể chỉnh cái góc độ của cái cử này. Và ở bên dưới này nè, thì cũng có một cái nơi để cái cây mà chúng ta đưa đẩy cái vật liệu cần cắt vào ha. Có kèm theo chúng ta là hai cái khóa dùng để thay lưỡi luôn nè. Và cái cử này thì chúng ta có thể tăng đưa và chốt khóa lại ở bên dưới ha. Chúng ta gạt xuống thì chúng ta sẽ khóa lại được cái cử này. Và còn cái mâm cự chắn ngang này thì anh em cũng có thể mở khóa ra và đưa đẩy di chuyển theo vị trí mà chúng ta cần sử dụng ha. Về bên dưới thì máy nè thì được thiết kế với công suất là 1800W, có vòng tua là 4800 vòng trên 1 phút ha. Trọng lượng của máy là 25kg ạ. Và máy có thể tăng đưa lưỡi tăng lên tăng xuống bằng cách xoay tròn này được hết ha. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể nghiêng lưỡi khoảng được 45 độ bằng cách là điều chỉnh cái cần này. Và chúng ta có thể đẩy nghiêng lưỡi nghiêng sang góc độ mà chúng ta cần cắt ha. Và khi mà chúng ta chỉnh góc độ nghiêng phù hợp thì chúng ta khóa cái lồ lưỡi này lại thì nó sẽ ok hơn. Và đây là một cái công tắc nguồn chính của máy cưa bàn thương hiệu Stanley này luôn. Ở trên của nó thì cũng có một cái rờ le dùng để dự phòng, để bảo vệ. Khi mà trường hợp sự cố xảy ra thì rờ le nó sẽ tự động đá ha. Và máy cắt gỗ thương hiệu Stanley này thì được bảo hành lên đến 2 năm chính hãng luôn ạ. Và chỉ có giá là 5,3 triệu thôi. Cái số lượng của máy cắt gỗ này rất là có giới hạn ạ. Nếu mà quý anh chị em nào cần thì hãy liên hệ đến Nam Toàn Việt ha. Ở số điện thoại 0987 660 772. Nam Toàn Việt cảm ơn quý anh chị đã theo dõi Nam Toàn Việt ạ.